Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, gió mùa đông bắc đã tiến sát tới các tỉnh biên giới phía bắc của nước ta. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, nó sẽ tác động tới thời tiết các tỉnh phía đông bắc bộ và sau đó thì mở rộng vùng ảnh hưởng sang phía tây và tác động xuống khu vực miền Trung. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đêm nay và sáng mai, bắc bộ sẽ có mưa rào và dông. Cục bộ có những nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Những cơn mưa được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong cả ngày mai ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Trong khi đó, ở phía Đông, khi đã nằm trong khối không khí lạnh nên sẽ giảm mưa, trời khô ráo hơn nhưng nhiệt độ thì sẽ giảm đáng kể. Về đêm trời rét với nhiệt độ chỉ trong khoảng từ 16 cho đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới ngưỡng 15 độ. Người dân cần chuẩn bị trang phục ấm áp để đảm bảo cho sức khỏe. Còn vào ban ngày thì nhiệt độ cũng không chênh lệch là mấy, với mức nhiệt thấp nhất và cao nhất chỉ từ 20 đến 23 độ. Các tỉnh vùng núi thấp hơn. Dự báo phải sau ngày 14, không khí lạnh yếu đi thì nền nhiệt ở các tỉnh miền Bắc mới tăng dần và trạng thái rét sẽ thu hẹp về đêm và sáng. Đối với các tỉnh miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa cho tới Quảng Ngãi, trong ngày mai sẽ chịu tương tác của không khí lạnh với sườn đón gió của dãy Trường Sơn. Vì thế, mưa rào và dông xuất hiện trên diện rộng. Mưa vừa, mưa to sẽ xảy ra nhiều nơi, kèm theo đó là dông, sét mạnh và thậm chí là cả mưa đá. Nền nhiệt ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế trong ngày Chủ nhật sẽ giảm mạnh, phổ biến ở ngưỡng từ 21 đến 23 độ ở khu vực Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh, trời rét, và từ 23 đến 25 độ ở khu vực từ Quảng Bình trở vào tới Thừa Thiên Huế, trời lạnh. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, nhiệt độ cũng giảm xuống chỉ còn từ 27 cho đến 31 độ, trời không còn nóng. Dự báo mưa rét ở các tỉnh phía Bắc miền Trung sẽ kéo dài đến hết ngày 14. Từ ngày 15, mưa sẽ giảm đi, chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh Trung Trung Bộ trong khoảng đêm và sáng. Nền nhiệt các tỉnh miền Trung sẽ tăng dần trở lại. Không khí lạnh dồn mạnh xuống phía Nam cũng mang mưa trở lại cho Tây Nguyên và Nam Bộ trong các buổi chiều và tối ngày 12-13 tháng 4. Những cơn mưa dông trái mùa trong lúc Nam Bộ và Tây Nguyên đang hạn hán kỷ lục nghiêm trọng sẽ làm giảm bớt tình trạng hạn hán và khiến cho mặn không xâm nhập sâu. Thế nhưng điều lưu ý là mưa dông trái mùa trên nền nhiệt cao cũng hay gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt ở Nam Bộ và Tây Nguyên vì thế cũng giảm thấp xuống dưới 35 độ và nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ một vài nơi ở khu vực Tây Nguyên. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trong khoảng 3 ngày tới, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía bắc của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Còn khu vực biển Trung Bộ, vùng biển từ Quảng Trị trở vào cho tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống từ 4 đến 10 km, kèm theo nguy cơ về tố lốc, gió giật mạnh. Với các vùng biển còn lại của khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, thời tiết tốt, không có mưa dông, gió yếu. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày 11 tháng 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC ngày hôm nay là những thông tin chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành lớn trên cả nước trong 3 ngày tới. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.